Hai mọi người, lại là tôi đây. Sáng nay chúng ta sẽ ăn món bún cá mọi người, bún phải đen đá mọi người. Đây là mọi người món bún cá mọi người. Này lê phê đen đá mọi người. Bún cá không phê đen đá. Muối ớt mọi người, với chanh nấm mọi người. Bổ mọi người. Đổ mọi người, đổ xô le mọi người. Mời mọi người dùng, mời mọi người ăn sáng rồi, ăn sáng uống cà phê, làm buổi sáng rồi. Cá rồi, cá có cá với bún nè, giá và muối nè, với bò gai nè, với dầu dầm nè, bông miền biển. Mình có mấy cọng bắp chuối nè, không biết có không. Thịt cá giam dê chắc mà ăn thơm ngon mùi. Nó cũng ngon mà ăn mà cảm giác nó như nó không có giỏi vị lắm mọi người, cảm giác nó hơi thiếu đậm đà xíu nè, ăn cũng ngon nhưng mà cái kỹ chưa tới mọi người, chưa đã mọi người. Cảm giác vậy. Kiểu nó hơi nhẹ lắm, nó đậm đậm xíu, nó ăn ngon, xuất sắc. Này thì ăn được luôn rồi.
Cũng ngon mà. Nhưng mà so với tôi thì cái vị giống như kiểu hơi nhẹ đô mọi người, không được ngon. Thịt cá thơm luôn. Tại vì nhiều khi tôi không vậy mà có người ta ăn vậy là thấy được đó mọi người, mà tôi thì đậm đậm thêm xíu ngon luôn à. Bún cá ngon rồi, hơi đen đá thì bao đắng luôn rồi, tại thói quen rồi, sáng nào cũng vậy mọi người, ly đắng ngắt luôn rồi, uống như uống thuốc vậy, tại quen mọi người, uống cứ sáng thôi, mấy cứ khác không có ấy mọi người, uống không có đắng gì mà. Uống nhiều quá cái nó ép tim. Chào tạm biệt mọi người nhé, chúc mọi người có một buổi sáng thật là ngon miệng và có một ngày thật là vui vẻ, và mọi người.